luôn, núp bông theo trống luôn, núp theo trống, núp trống ông quánh cũng trúng vậy. Mà mình mệt giống giỏng thì trống thì cũng không có sợ, mình mệt trúng đó. Trúng theo đâu? Trúng theo trống rồi mệt núp. À, ừ. Rồi bây giờ có nhà mới còn trúng không? Không, nhà mới này hết trúng rồi. Hết trúng rồi. À, bị mưa xuống rồi có cái lau phong này che. Cho chị em chú con ở trên Sài Gòn ở đây để trao cho ông cái phần quà nhỏ, rồi chúng sẽ giúp ông vơi đi một cái ông khó khăn. Thì đây là cái phần quà của chị Hà ở Ba Vì Hà Nội để cho tặng các anh thợ sắt ở đây. Thì thợ sắt gồm có 5 anh đúng không? Dạ. Dạ, hôm nay thì em biết là anh Khánh nhảy nữa đúng không? Dạ, dạ em gửi cho anh. Dạ Bùi Hồ, xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì trước mặt Bùi Hồ đây là anh Tú, một chàng trai rất là dễ thương và nói chuyện rất là thật thà, và thậm chí là những lời nói của anh rất là mộc mạc, có những cái tiếng cười của cô bác quý anh chị. Thì ngày hôm nay á, thì anh đang có mặt ở trên nhà Bùi Hồ muốn chia sẻ hình ảnh với cô bác quý anh chị và anh yêu cảm nhận của anh. Vì sao ngày xưa á, ngôi nhà của anh là nghe anh Út Nhất nói là anh là mưa là anh phải trốn, anh phải chui ở dưới đít sàn là anh trốn. Và đây là hình ảnh mới nhất về anh Tú nè. Chào anh. Chào anh. Chào cô bác anh chị đi. Dạ. Dạ chào anh chị. À, gửi lời chúc sức khỏe. À, chúc em. Sao chúc sao? Chúc cho mấy cô anh chị. À, nhà mới rồi. Không mưa được. Nghe nói là mưa là anh chui xuống đất sàn anh trốn hả? Ừ. Chui đâu? Tôi với anh Tám mạnh này nó tốt. Mạnh. Mạnh đây nơi trốn, anh Tám trốn ở đâu? Thì kiếm chỗ trốn. Ờ, còn anh? Tôi cũng vậy, nữa kiếm chỗ nữa, mộp núp trốn. Mộp núp trốn. Thường trốn ở chỗ nào? Trống đâu mộp núp. Trốn theo đâu? Trốn theo trống đâu mộp núp. Ờ, ừ. Rồi bây giờ có nhà mới còn trốn không? Không, nhà mới này hết trốn rồi. Hết trốn rồi. À, bị mưa xuống rồi có cái lau phong này che. Hết sợ rồi. À, hồi đó là trốn sao đâu, ví dụ như có cái chổng là anh trốn sao đây, ví dụ cái đó là cái chổng anh trốn sao đâu. Thì mình núp dưới chổng đó. Chui sao đâu, chui em coi nữa rồi. Chui mập xuống. Mập xuống. Mập sát xuống. Ừ. Hầu tên ông chớp quá chớp. Vậy. Hầu tên ông chớp quá chớp. Ông chớp quá chớp, ông chớp thôi có làm gì đâu mình sợ mà mình. Bị cái ánh cái hơi của ông xuống đó. Ờ. Chớp như lửa. Ông chớp như lửa rồi tôi mới chơi trốn núp dưới chổng. À mà sợ cái gì? Sợ ông quýnh. Sợ ông quýnh. Sao sợ? Mình hơi đau gì đâu. Bị ông chớp. Hả? Ông chớp xuống là sợ ông quýnh. Ông quýnh sao? Hồi đó giờ có thấy ông đánh chưa? Chưa. Hả chưa hả? Ông chớp xuống sợ ông quýnh. Sợ ông quýnh cái đó là túi gì vậy? Hả? Hả? Túi gì hả? Tiền là mỗi lần mưa là sợ ông quánh. À, sợ ông quánh. Ờ, bây giờ là nhà này không còn sợ sao? Hết sợ rồi. Hết sợ. Ừ. Hồi đó bây giờ là hết sợ trốn luôn. À. Hồi đó là mỗi lần mưa là trốn, mưa lớn trốn, mưa nhỏ trốn không? Mưa lớn xuống trốn, núp. Núp theo trống luôn. Núp theo trống, núp trống ông quánh cũng trốn vậy? Mình mệt giống giỏng thì chổng thì cũng không có sợ, mình mệt xuống đó, mệt theo chổng rồi. À. Núp. À, núp ở dưới chổng không quánh cũng trúng à? Không dễ gì. Dạ hả? Mệt xuống không quánh. Ừ. Ở trên ông dậu xuống chớp quá, chớp nhé, thấy quá thấy như lửa. Dạ. Cục nào cũng nói như lửa, gầm như. Tôi với anh Tám mệt trốn. Ai nạnh ai nấy nạnh ai nấy trốn à? À mạnh ai nó trốn. Rồi ai trốn trước? Tôi với anh Tám mạnh ai nó trốn lắm. Ờ còn ba mẹ? Bả cũng cầm mền đồ lại. Con ba? Hả? Thì ổng cũng vậy nằm gán chịu. Sao mình mắc cười rồi trời ơi. Ổng thì cũng nấp, ổng thì cũng cầm mền đồ lại. À. Sao anh không trùm mền mà anh chui xuống tới chổng vậy? Chui tốn. Ừ. Mày không chớp quá chớp. Mất cười. Ông chớp quá chớp quá sợ. À quá sợ. Ừ. Bây giờ nhà này tính chọn chỗ nào để ở? Chọn hả? À chọn chỗ nào để tối ngủ?
nhậu đây khí như này. Đó. Đây này, nhậu đây. Rồi đây. Nhậu luôn. Nhậu luôn. Nhậu đây này. Ừ. Ý chọn chỗ nào để ngủ? Ngủ đây nè, ngủ phía dưới. Ngủ đây là ngủ ở dưới đất mà không có ấy gì sao? Ngủ đây. Không có giường người trốn ở đâu? Dân mình ngủ. Trốn ở đâu bây giờ? Trốn ở đâu? Viện ấy mình đây là tác ngủ. Nhưng mà bây giờ dân mình ở đó thì ổng mưa là trốn ở đâu? Ổng mưa là trốn ở đâu? Trốn đi ngoài tốt. Nốt. Mình che rồi nè. Che giả tên rồi. Hồi đó làm sao mà mình sợ, cũng có nhà cửa mà sao mình sợ? Nhà cửa nó hơi nhỏ đó. Và nó yếu rồi ổng chớp xuống cái đầu thì mình sợ. Không có, ta chưa có che đó. Thầy hở luôn, người ta lợp lên mà ta không có che lớp hông. Mình chớp xuống thì mình hơi sợ. Giờ có che rồi mình đâu có sợ. Hết sợ. Quá mừng. Tại sao lại chốt dưới? Nhà của nó tước cũng như ta lợp to, nhưng mà cái lợp nó ăn mỏng đó chị. Ông mua thân ông mua ông dậu xuống quá ông chết nha. Con cũng sợ, con tốn. Tốn như mình cái chồng. Sự cố gắng đó, nỗ lực đó mà để nuôi được hai đứa em của anh, đó là một cái quá trình cũng rất là khổ. Cho nên là thì từ những chị em thì hôm nay những người chị của em cũng cùng với em thì xuống đây cũng có một cái món quà nhỏ để gửi tới gia đình của anh, cũng giống như là một cái số quà, cũng giống một cái tiền để cho cung cấp cho gia đình anh vượt qua được cái sự khó khăn mình trang trải trong cuộc sống. Hôm nhân nói lại cảm ơn. Cảm ơn cưng với anh rất là nhiều. Muốn khóc nữa, sao muốn khóc nữa? Thật ra thì cũng đơn giản thôi, nhưng mà nói chung là cũng làm thể hiện được cái tấm lòng. Dạ, làm việc tốt. Thật ra đối với nhất cuộc sống hiện tại á thì thiếu thốn nhiều. Và khi mà tụi em quay á thì chia sẻ thật là khi mà quay đoạn clip đầu về anh Cường á thì mọi người đồng cảm với một người bị bệnh tâm thần. Nhưng mà sau này thì càng đi vào sâu vào á thì mình sẽ đồng cảm hơn là Út Nhất. Một mình lao động 140.000 để nuôi cho 5 người mà không một lời than vãn. Có một cái chi tiết nhỏ mà Bùi Hồ và tất cả các cô bác anh chị rất là thương về Út Nhất. Đó là khi mà mua cái bếp ga xong rồi á thì Út Nhất lại nấu cơm củi cho mẹ mình ăn. Tại vì cơm điện mẹ mình ăn không được. Mỗi khi trước khi đi làm á là buổi sáng là Út Nhất phải đổ bô cho mẹ. Rồi mẹ đi vệ sinh gì trong bô không ấy là Út Nhất đều lo hết. Thì thậm chí bệnh hoạn trong nhà xoay sở là mọi thứ là phải làm. Thậm chí nhà cắt mà các anh thợ nghỉ chủ nhật là thứ bảy là đi làm một buổi sáng được 70.000 vẫn đi làm. Nên anh nữ là trong thời gian vừa qua thì nhận được, tụi em á, nhận được số tiền cũng gần hơn 100 triệu. Gần hơn trong vòng 2 ngày để mà gấp rút cắt cái ngôi nhà ngay mùa mưa bão như thế này. Đó thì nói chung là hôm nay lại thêm cái sự trân quý nữa, đó là một cái đoạn đường hơn 4 tiếng đồng hồ qua một cái cù lao, qua một cái con đò mà hình như là chắc trước giờ chắc trong cái tâm trí của chị là không có xuống cái vùng quê nào mà nó hẻo lánh giống như là thế này. Đường thì gồ ghề rồi ổ gà, thậm chí là bản đồ Google Maps định vị cũng không muốn không được luôn. Thậm chí là phải hỏi nhà dân. Thì cũng Út Nhất cũng có nói lời cảm ơn thì các anh em cũng như là làm YouTuber thì cũng xin phép để chia sẻ những cái hình ảnh này, những cái hình ảnh mà lan tỏa những cái yêu thương để cho tất cả cộng đồng. Cô bác của anh chị có thể thấy được rằng một người hiếu thảo thì luôn được giúp đỡ. Có thể là nó không sớm nhưng mà đến thời điểm này nó cũng không quá muộn đối với Út Nhất ở cái tuổi 50 mà phải nuôi ba với mẹ già, với lại hai em khổ lắm. Đi chiếu chị nó biết không, là lúc trước là anh Cường ảnh sống có một cái mái tôn nó ở trên á, nó mưa là nó tung lên luôn mà không có tiền mua một cái tấm tôn để dừng cho em mình. Nó khổ đến nỗi như vậy. Cái ngày mà giông lắm quá chị, thì những tấm tôn nó sẽ tóc mái hết, là anh của anh Út Nhất á là dỡ tấm tôn ở thông hành nhà của ảnh đem lên chứ không có tiền để mua tấm thiết mới luôn á chị. Rất chân thành cảm ơn chị với lại bạn đã phải nói là thời gian quý báu
lặn lội tận từ Sài Gòn mà đến 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 cái miền quê như thế này để mà chia sẻ những cái yêu thương, lan tỏa tình yêu thương đó. Ông Nhất nói gì đi? Cũng cảm ơn mấy nhỏ em với mấy chị cũng rất là nhiều đến thăm gia đình. Ông Nhất rất là cảm ơn. Ngẹn ngào rồi kìa. Thật ra thì đang khóc ở trong lòng á, chứ nước mắt không dám cho chảy, nhưng mà đang khóc ở trong lòng á, đúng không Nhất? Nói chung là hôm nay là tụi chị tới đây thì thấy là đúng là hoàn cảnh gia đình cũng khóc và đáng thương. Dạ. Thì chị cũng lên đây cũng cầu chúc cho gia đình, nhất là hai bác là Út Giúp ha, mấy anh em trong nhà đều khỏe mạnh hết. Chị cảm ngôi nhà hiện nay cũng chưa có hoàn thành, nó khoảng 80% thì chị nhìn thấy ngôi nhà này như thế nào, đều không? Nói chung là được như vậy là quý lắm rồi, anh nhìn thấy là quá quý. Dạ. Rất là quý. Dạ. Chứ bây giờ nếu mà nghĩ là Út Giúp mà làm thì biết bao giờ mới có được cái ngôi nhà như vậy. Dạ. Vậy là chị lên chị thấy chị rất là mừng chút nhất. Bùi Hồ ơi, thôi không mấy cái chị xuống Ông Nhất kêu kêu nước suối á. Nước suối. Đúng rồi, chị bữa nay lên để thăm máy. Dạ. Đây kêu nước suối Ông Nhất ơi. Cho chị em chú con ở trên Sài Gòn ghé đây để trao cho ông một phần quà nhỏ. Rồi chúng ta sẽ giúp ông được vơi đi một đau khó khăn. Ông cụ nói lời cảm ơn ông cụ ơi. Ông cụ nói gửi lời cảm ơn đến cái chị đi. Nói lớn lớn. Nói lớn lên chút. Ông cụ nói lời cảm ơn đến bạn ấy. Cụ cũng cảm ơn mấy cô rất nhiều giúp đỡ gì. Cô nhà thấy cũng tốt đẹp, cũng mừng. Cũng nhờ cô mấy cô giúp đỡ, cô cũng mừng ơn lắm. Dạ thì con cũng xin kính chúc ông có thật nhiều sức khỏe không ha. Dạ. Ông Hồ đang có mặt tại nhà Út Nhất vào một buổi chiều. Và hiện nay thì các anh thợ cũng đã hoàn thành coi như là các anh thợ sắt coi như là hoàn thành gần như là 100% về cái hạng mục của ngôi nhà. Và các anh thợ Hồ thì vẫn ở đằng sau vẫn đang cố gắng gấp rút tranh thủ làm luôn cái phần nhà vệ sinh để ngày mai này thì sẽ bàn giao ngôi nhà của cho Út Nhất và cũng như là mua trang trí một số nội thất ở trong nhà. Và ngày hôm nay thì đến đây thì Bùi Hồ sẽ quay tổng thể cho cô bác quý anh chị xem về toàn thể ngôi nhà của Út Nhất cho nó gọn gàng nhất. Thứ hai là thay mặt cho chị Bùi Thị Hà ở Ba Vì Hà Nội gửi cho các anh thợ sắt mỗi một phần quà trị giá 200.000 đồng tiền hiện kim. Thì bây giờ thì trước khi tham quan cái ngôi nhà của Út Nhất á, thì Bùi Hồ sẽ thay mặt cho chị Bùi Thị Hà ở Ba Vì Hà Nội gửi cái phần hiện kim là mỗi anh là 200.000 đồng. Hôm trước thì Bùi Hồ có chị gửi 2 triệu đồng thì Bùi Hồ gửi các anh thợ Hồ mỗi anh là 200.000 đồng để coi như là cho các anh uống cà phê để mà các chị gửi cho các anh để trang trải trong cuộc sống á. Bây giờ thì Bùi Hồ sẽ trao cho các anh thợ sắt thay cô bác của chị. Anh Vũ ơi. Dạ. Thì đây là cái phần quà của chị Hà ở Ba Vì Hà Nội để cho tặng các anh thợ sắt ở đây. Thì thợ sắt gồm có 5 anh đúng không? Dạ. Dạ. Hôm nay thì em biết là anh Khánh nhảy nữa đúng không? Dạ. Dạ. Em gửi cho anh, thì anh nhảy cho Khánh giùm em luôn. Anh hay là rồi Bon nữa là 3, rồi chú Vũ nữa là 4, với lại Linh nữa là 5 đúng không? Thì em gửi cho anh là gửi anh nhận giùm Khánh đi. Dạ. Thì cho mấy anh em cũng có lời cảm ơn chị Hà ha. Dạ chị Hà. Rồi em cũng đặt cảm ơn chị Hà và cũng cầu chúc chị Hà dồi dào sức khỏe và mong có một cái nhiệm màu đó cho chị Hà khỏe mạnh để mà có động lực để giúp đỡ mấy người khổ giống như anh Út Nhất cái này. Và cũng cho tụi em có công ăn chịu làm và 200.000 em cũng rất cảm ơn chị. Dạ. Đây là bằng của bạn Khánh hôm nay là bạn nghỉ rồi. Dạ. Nên anh Vũ sẽ nhận thay mặt nhận giùm luôn. Dạ. Dạ. Cũng cảm ơn chị Hà nhiều, cũng cảm ơn thay mặt cho chị Hà cũng như là tất cả các mạnh thường quân. Dạ. Cảm ơn anh Vũ đã một người thợ rất là tận tâm và nhiệt tình để mà xây một cái ngôi nhà Út Nhất rất là đẹp. Thậm chí ngày hôm nay là anh Vũ nói thôi cái bằng nước sơn đó để em không tính em hỗ trợ nhưng mà không được. Tại vì làm không có lời rồi mà thành thử là không có tính này kia rồi anh nói là thôi tiếp cho Út Nhất.
Ảnh thì ảnh cũng ảnh nói nào em tiếp được thì em tiếp, nhưng mà làm thợ thì cũng phải cần có lời, đặc biệt anh các anh thợ cũng rất là tận tâm để làm những cái công việc này, thì anh cứ tính những cái vật tư gì đó thì anh cứ tính đi, tại vì đây là sự chung tay của tất cả mọi người, thì anh cũng có đã có góp sức rất là nhiều ở trong cái ngôi nhà nhất của ngày hôm nay anh Dũng. Dạ, thì sau đó thì chắc có thể là anh Dũng về sẽ thống kê những hạng mục còn lại á, cái câu những cái mặt nhỏ nhỏ còn lại thì sẽ công bố lên cho cô bác anh chị về tổng cái chi của ngôi nhà là bao nhiêu và anh đã còn bao nhiêu, thì ngày nay này á Bùi Hồ sẽ giao tiền cho các anh một lần một luôn anh Dũng. Dạ dạ dạ. Cảm ơn chị Hà. Dạ. Đây là đa xa xa ra để trúng nước sơn. Nước sơn nó đang bay. Lên. Mình ngừng tí xíu ha. Đây là cái phần quà của chị Hà ở Hà Nội gửi cho em. Ở bao bì Hà Nội gửi cho em. Cảm ơn. Đây là bạn Linh nhỏ tuổi mới có 10 mấy hả? Bốn. Đại làm quá biết nhỏ con. Anh Bon ơi. Đây là quà có rất là quý của chị Hà. Chị Hà thì đang nằm ở trong bệnh viện á, nhưng mà chị xem được những cái buổi live stream của Bùi Hồ thì chị có gửi cho. Đây, hôm trước chị gửi cho các cô làm cỏ là. Đây là gửi cho anh. Chị rồi. Hà ở Ba Vì Hà Nội gửi cho anh. Rồi em cảm ơn chị Hà. Dạ. Chú ơi. Chú Vũ. Chú ơi, còn một cái chú thợ lớn tuổi nhất ở trong đây luôn. Chú cũng gửi thay mặt cho chị Hà gửi thì tổng cộng hết là 2 triệu đồng của bác anh chị. Đây, máy cũng khỏe. Chú, đây là phần quà của chị Hà ở Ba Vì Hà Nội gửi cho chú. Hôm trước là chị quanh đồ gửi lì xì mà chú từ chối, chú gửi lại chú nhất hết lần này phải nhận nha. Chị gì? Chị Hà. Chị buồn. Lớn tuổi không? Dạ cũng nhỏ chứ. Thì cũng chúc cảm ơn cô Hà. Dạ nhỏ, chị Hà cũng nhỏ tuổi. Thì cũng cảm ơn cô Hà. Dạ. Không biết nói gì nữa hơn cô Hà ơi. Không biết nói gì hơn là lời cảm ơn hả chú. Thôi bây giờ mình có bác cái gì qua đây ha. Và hiện nay anh Bon cũng Bon cũng đã sơn phần gần xong cái phần ngôi nhà một màu xanh ngọc rất là dễ thương. Và đây là cái phần vách của ngôi nhà. Còn đây là cái phần cửa này là cửa nhôm này là rất là mắc tiền mà anh Vũ làm lại còn không bớt tiền nữa chứ. Bình thường cái cánh cửa này là 2 triệu mấy anh Vũ hả? Dạ, gần cả 2 triệu 2 mà anh Vũ anh lấy có 1 triệu mấy. Dạ. Tiếp cho nói tiếp cho ông nhất cái cánh cửa này ở trên á là kính bông á, ở dưới này là phần nhôm, nó rất là nhẹ và rất là dễ thương đó cô bác anh chị. Bùi Hồ mở qua cho cô. Đây có một cái ổ khóa bóp chìa khóa vặn tay nè. Anh Vũ anh còn nói là nếu như mà làm mà trong quá trình mà sử dụng á có thấy chỗ nào mà nó không ổn cứ điện cho anh Vũ à. Anh Vũ bảo hành luôn. Đây là cái phần cửa sổ. Cái phòng này cũng khá là rộng và gạch lót rất là đẹp luôn. Phần cửa sổ này thì anh Vũ làm cửa lùa. Đây. Nó không mưa không có tạt vào, nó rất là kín luôn cô bác anh chị. Nên thành nữ là cái phần cửa sổ này vừa lấy được ánh sáng á, nếu mưa đóng lại thì sẽ thấy được luôn cái ánh sáng, nên thành nữ là không sợ tối cái căn phòng. Ngày mai này thì các anh thợ sẽ tiếp tục đi điện ở phần sau này cô bác quý anh chị. Ở phần sau này thì các anh thợ vẫn đang cố gắng làm cho xong cái tô xong cái phần nhà vệ sinh. Như thế nè, ô tô chỉ đó ra luôn anh, là đẹp luôn. Ở trong này là đẹp lắm rồi nè. Ngày mai này thì sẽ lợp cái mái tôn. Tô trong tô ngoài rồi hết, ngày mai dán gạch thẳng lên tới trên đó luôn á. Tới cái chỗ bơi luôn á, có nghĩa là dán gạch bích hết luôn cái nhà vệ sinh. Cái nhà này sơn lên là nhìn nó đẹp liền luôn. Bây giờ làm một cái khánh để lên. Cái gánh để lên trên đó. Xúc vô đây không chứ? Cái phòng ngủ vô coi, phòng ngủ rồi còn tạc giống như ngày xưa không? Hả? Ông cũng cảm ơn mấy chị, mấy chú, các thầy nhà mình lo cho mấy lực nhà. Rất là mừng, rất là cảm ơn. Với
hai nữa, thay nữa là bụi hồ với con bụi với đà. Nó mình cắt phải nhiều luôn, không giờ quên được. Không bao giờ quên được. Ngày xưa là mấy một tầng trước là nhớ Bùi Hồ với ông Nhất dở cái miếng dán lên không? À đúng rồi, dở miếng dán lắm. À, nhớ ngày xưa là dở, dạ. Ngày xưa giờ mới 2 ngày trước dở cái miếng dán lên ở trong nhà lên không ông Nhất? À rất nhớ. Thấy ngôi nhà mới cái mình thấy tự nhiên hồi đó không, mình tự nhiên cái hồi đó không như mình nhà dán đó, mà giờ cũng như không ngờ là cái nhà này. Không ngờ. Chứ không ngờ. Mà cũng không ai ngờ tới luôn. Y gan. Bây giờ mừng xúc động quá hả? Ờ, mừng dữ lắm. Tại vì chỗ mình kia ấm cúng á, nào ngay cũng mừng rất là nhiều. Lúc trước là dột dữ không? Dột, mưa rồi dột, thì nào ngay cũng như là... Thì nào ngay mẹ con thì cũng như là né qua né lại, rồi tạnh mưa thì trở ngược về chỗ cũ. Ừ. Bây giờ thì hết dột rồi. Chỉ còn 2 ngày nữa thôi. 2 ngày nữa xong rồi. 2 ngày nó ngắn nhưng mà đối với Út Dứt thì nó cũng rất dài đúng không? Dạ, mệt mỏi. Biết rồi, kéo thời gian hoài cái nó đừ hoài. Nó muốn yếu sức. À, giờ live stream bán khô nó càng đuối nữa. Không, vậy mà có tiền cũng rất là chịu. Đã cái nào làm có tiền thì cũng rất chịu. Một ngày nay là một ngày khá là trọn vẹn khi mà được anh chàng khờ anh chia sẻ, nói ngày xưa anh trốn mưa là anh trốn dưới chổng. Ừ, hả, mưa là không biết không? Mưa cái như trời nó dở tôn lên đó, cái như cánh sáng nó dạ sáng vô á, nó sợ là nó chung dưới chổng, nó nằm dưới, nó lấy cái gấu nó chung dưới mà không có mùng mền nữa, nó nằm dưới. Rồi có khi cũng biết ra tiểu, cứ gặp nó, ủa sao là cưng không đang nằm đó, cái nó cũng như là trời chớp nhá quá cái nó chạy. Cũng như là trốn ông trời, nó trống đó, cái trời nó sáng quá, nó dạ vô nhà đó, cái nó sợ trời đánh nó. Rồi cái nó phóng nó chạy vô nó núp như nào hả, nó thấy hết mưa mà im, cái là nó mới trở ngược lại chỗ đó trời. Mình thấy cái hình ảnh đó mình tuổi dữ không? Ở cái thái với mình cũng tuổi, khi lúc nút nhất mới thôi cưng vô đây nó nằm ở đây nè, nó nói thôi trong đó nực hậu nó không chịu. Mà trong phòng của thầy nào nó nực thiệt, mà tại như nó nằm không quen. Rồi lúc đó đâu có máy quạt đâu. Nó nằm không quen, nó nằm hồi trước không à. Chỉ là hồi trước nó kéo màn ra nó mát là nó ngủ. Là há mưa thì chạy trốn. Ngày hôm nay ở trong cái đoạn clip này thì Bùi Hồ cũng sẽ chia sẻ cho cô bác quý anh chị về hình ảnh ngôi nhà mới của Út Nhất sắp hoàn thành. Cảm nhận của anh Trang Khờ khi mà anh có nghe ngôi nhà mới và được gặp gỡ những cái mạnh thường quân tận từ Sài Gòn chạy xuống thăm. Thôi cảm ơn Út Nhất đã chia sẻ những cái bối cảnh mà lúc trước mà chỉ có Út Nhất mới biết được thôi, những cái cảnh khổ mà chỉ Út Nhất hơn 10 năm qua phải chịu đựng. Và ngày hôm nay thì coi như là viên mãn rồi, cũng đã nhà mới cũng hoàn thành cho ba mẹ một cái tránh nơi tránh mưa tránh nắng đúng ngựa nghĩa rồi. Thì chỉ còn làm găng rồi sắm đồ đạc trong nhà nữa là xong. Thôi bây giờ chắc có lẽ Bùi Hồ và Út Đồng Tháp xin chào và hẹn gặp lại tất cả các cô bác anh chị ở video clip sau ha.